tất cả các quý vị và các bạn, rất vui khi mọi người quay lại với channel của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Mỹ. Và cũng cho Khánh Nguyễn và Đức Vũ theo mặt nhóm gửi lời tri ân và cảm ơn đến tất cả mọi người. Hôm nay có đến thăm Kim Minh, một bạn làm YouTube rất là nổi tiếng. Và Kim Minh muốn nhờ Khánh hướng dẫn cách làm dip. Thì mình giới thiệu sơ tên thế nào nó gọi là dip hay là nước sơn thường á. Là nước sơn nước như thế này gọi là sơn thường. Và nó có một loại thứ hai á, nó là sơn treo, là sơn nước. Thì các bạn khi mà làm cho khách xong chỉ cần hơ tay vô quạt thì nó khô, tức là loại bình thường. Loại thứ hai là sơn sơn treo gọi là solac á, thì nó là sơn nước nhưng mà nó có treo á các bạn, nó gọi là treo nước á. Loại thứ ba hôm nay Kim Minh muốn nhờ Khánh hướng dẫn là loại powder treo, nó cũng là treo nhưng nó bằng bột. Chứ còn hai cái kia là nước. Thì đầu tiên á thì cái móng này là cái móng mẫu á, các bạn thấy không, thấy nó bóng không, nó khô á các bạn, nó sẽ bóng như thế này. Mà cái loại solac với lại dip á thì khi nó khô rồi á, các bạn va chạm á, nó không có bị mét sắp là bị trầy xước. Còn cái loại sơn thường á, nhiều khi nhất là các bạn nữ hay rửa chén và làm việc nhà nó sẽ bị chảy. Thì cái giá của sơn nước thì nó rẻ hơn, mình nói thí dụ 15 đồng mà lại solac, và cái này nó có thể 30 hay 35 đồng. Nhưng mà khi mình va chạm nè, thấy không, mình thấy không, nó không bị chảy. Mà cái loại này là loại mới, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mình cách làm thế nào để làm được một cái loại ra nó như thế này. Thì đầu tiên á, ở đây nó có nhiều cái móng mẫu, thì mình sẽ lấy cho Kim Minh hai móng mẫu trước. Những cái này móng mẫu các bạn, thường thường á, có nhiều người người ta muốn gắn móng dài á, thì mình dán vô cái móng này nè, mình lấy chất lưu á, chất lưu á, à thí dụ là mình những cái chất lưu giống như nè, thì mình nhỏ lên móng mình dán thì móng nó dài hơn. Khách muốn dài tới đâu á thì mình cắt tới đó. Thì đầu tiên á, trước khi mình muốn làm dip á thì các bạn phải chạy cái móng này, nó đang bóng nè các bạn thấy không, nhưng cái móng của mình á thì các bạn phải chạy sơ cho nó có sần một chút xíu, nó phải có độ nhám á. Bây giờ Kim Minh chạy giùm anh cho nó sần cái móng này nè. Nhớ là mình để cái cục chạy á, nó phải bằng trên cái móng á các bạn. Nếu các bạn để đứng như vậy lên á thì cái cục chạy nó sẽ cắt vô cái móng thiệt của người ta. Thì phải để cho nó bằng ở trên cái móng rồi mình chạy qua cho nó có độ nhám á. Các bạn xem Kim Minh chạy, đây là cái máy chạy á các bạn. Để từ đây kéo qua. Rồi ngừng. Đó, cứ từ từ mà làm. Tại mình chưa quen á, thì từ từ mình quen thì mình chạy chạy nhanh hơn. Rồi. Những cái đầu chạy như thế này á thì nó sao anh? Nó có số có Nó cũng là giống như là giấy nhám nha các bạn, có từ số nhiễm tới lớn, nhưng mà mình chạy kỹ cái số nó nhiễm ha, nó giống như hạt cát của mình nha, cái từ số nhỏ tới số lớn. Thì mình cứ đi từ ở dưới đi lên hết cái móng thì thôi. Đó, chỉ cần lấy cho nó có nhám cái móng thôi. Rồi mình cứ đi từ dưới đi lên. Rồi cứ đi từ dưới đi lên vậy. Rồi ngón tay khách mà em không thấy, em cứ đó, bỏ xuống cho em thấy. Còn nếu mà mình cái móng á mình để tay khách cho nó hơi nghiêng chút xíu theo cái độ mình cầm ngón tay khách nè, đưa lên đưa xuống như nè các bạn, thấy không, thì mình sẽ thấy được. Còn nhiều khi mình làm tay khách mà khách nó cứ gồng tay rồi, các bạn cứ nói nó relax là thả lỏng lại, thả lỏng cái tay mình. Nhiều khi nó gồng cái tay cứng lên, các bạn cứ nói kem vô relax do sale vậy đó, thì nó thả lỏng ra. Thì các bạn nó đang đứng như mà các bạn kéo ngón tay xuống nè, rồi cứ đi từ dưới đi lên, ngừng, rồi đi từ dưới đi lên. Rồi em tắt máy đi. Thì mình đưa cho các bạn thấy coi như là bây giờ nó có độ sần rồi nè, các bạn thấy không, cái màu nó hơi đục á là nó sần rồi đó. Rồi xong, đầu tiên á các bạn, cái dip này nó có bốn số, từ số 1 tới số 4. Đây là cái hũ dip nữa các bạn, cái màu nằm trong đây nè, chín đồng hũ. Chín đồng một hũ, mà các bạn cứ nghĩ đi, một bộ là mấy chục đồng, làm chừng nào nó mới hết được cái một cái hũ này, lời to đó các bạn. Giờ đầu tiên em lấy nước số 1 em cho vô để cho nó sạch cái bề mặt, giống như thay vì mình quét á, cho nó sạch á,
Thì cái nước số 1 á gọi là làm sạch bề mặt của cái móng á, để ngón tay tựa cho nó quen, kéo từ trên cái xuống không cần ngáy, nó ướt là nó ngáy rồi. Rồi sau khi mình chét lên, các bạn thấy cái màu nó từ đục là nó qua trong rồi nè. Cái nước này nó chỉ là làm sạch cái bề mặt thôi. Cái nước thứ nhì nó gọi là nước B, là nó giống như keo vậy đó, các bạn cho lên nó ướt đều cái móng rồi mình nhúng vô bột, thì cái bột nó sẽ nằm trên cái móng. Các bạn xem cái mình làm, để ngón tay để em tựa cho nó quen. Vậy đi. Ừ, okay. Kéo từ trên kéo xuống nhẹ thôi, hết thì lấy cái khác. Rồi rồi nhúng vô móng nè, em nghe lại tưởng như ngón tay cứ làm nhẹ, nhúng nhẹ từ trên dưới nhẹ thôi đó. Sau khi mình nhúng, các bạn thấy đó, cái màu nó dính trên cái nước B xuống mình, nước B nó giống như keo vậy các bạn. Mình cho nó ướt vô rồi á, cái bắt đầu mình nhúng vô là nó dính như vậy. Rồi sau đó mình lấy cây cọ mình phủi xuống đó. Mình cho nước thứ nhì ha, mình làm thao tác cũng giống vậy thôi. Từ trên xuống đó. Rồi. Rồi các bạn ơi, thì mình nhúng vô cái hũ bột nhẹ nhàng thôi, thì chỗ nào nó có keo thì nó dính lại, không có keo thì nó không dính. Giống như ví dụ em trên đây nó không có, đang có nhúng sâu vô nữa nó cũng đâu có đâu nó dính. Rồi là em lấy này em phủ xuống cả, cầm hai tay giống như làm thiệt không à. Cái này nước gì bình thường là chỉ làm có hai nước thôi đó, là hai nước thôi. Bây giờ cho nước số 3 vô để cho nó làm khô cái bột này. Cứ từ trên kéo xuống vậy đó, hết thì cứ lấy nước nhúng sâu cái cọ một chút, nhúng sâu cái cọ xuống cho nó ướt. Rồi để cái nước này là nó làm khô rồi đó, khô cái móng rồi đó. Rồi mình cho nó khô, tại khi các bạn làm từng ngón một, mình làm xong ngón này giống như em làm từng bước á. Những ngón này làm xong em qua ngón này nhúng, thì nó đã khô rồi. Tự nhiên mình đi qua đến 10 móng rồi mình quay lại nữa thì là nó khô rồi. Đó, sau khi nước thứ ba nó khô rồi đó, thì bây giờ Kim Minh làm một cái thao tác, anh thấy nó tròn không? Vì em lấy này anh chạy giống như nãy, chạy trên cho nó vòng tròn cái cuticle á. Cái nắm ngón tay của anh là chạy từ dưới đi lên chút xíu ngưng lại. À, ngừng giống như giờ em tưởng tượng em đang chạm ý với chị đi, giờ em tới chỗ nào em thấy thì em bẻ ngón tay khách qua chứ em đừng nghiêng người, em chưa cần lắc hả đó. À, đó vậy đó, bẻ ngón tay khách qua rồi ngừng đi lại, đi hai lần hay ba lần là nó ra cái hình tròn của vòng cung rồi. Ngừng vậy đó nào, em đi theo cái đi trên cái g của cái cục cái màu điếc đó đúng không? Rồi. Nếu mà chưa muốn muốn chạy lần nữa đó cho nó đều đúng rồi đó. Yeah. Rồi bạn ăn ngón tay cách qua đã ra là ai gì vậy, để khi nào anh thấy cái đường đó thì mới đi được. Rồi rồi chạy theo cái vòng cung của tiêu cầu, các bạn thấy bây giờ nó tròn rồi đúng không? Đâu nó tròn rồi đó. Rồi bây giờ em chạy từ dưới lên, nếu em rời em thấy nó chưa có đều á, em chạy từ dưới lên để cho cái mặt bằng nó đều lại, để đầu để cho nó bằng lại. Cứ đi ngang qua cái đừng để nhẹ thôi chứ đừng có đè. À, đó như vậy đó, để cho nhớ là cho nó bằng ở trên cái mặt đó. Đó. Rồi tới đây em muốn thấy gì em đưa ngón cái cách xuống. Ngưng đi 3-4 lần nữa. Rồi giờ đi lại từ dưới lên, cứ đi từ ở dưới lên. Rồi cứ nhớ làm sao cho cái đó nằm trên cái mặt bằng này.
Anh để đứng lên là anh thấy nó có đường thẳng không? Nó có đường không? Khi nào em đứng là mình nghe, tự nhiên thấy đường, còn nếu em để bằng là em thấy nó đang nguyên bề dài nè. Cái bề cỏ hơi nhiều, đó, làm vậy đó. Rồi để thả nhẹ, đừng đè. Rồi, đó. Lấy này quét cái nó sạch nè. Sau khi mình chạy ngang qua trên cái bề mặt nó, ví dụ nó không có đều, nó bị gồ ghề á, các bạn chạy tới vào cân cái mặt móng mình nó láng ha. Giờ mình lấy số 3 anh cho nó khô. Từ trên đi xuống vậy đó, số 3 nha. Này nó giống như nước để làm sạch thôi ha. Rồi ướt là được ha. Đó, cho nước số 3 cho nó khô cái mặt bột đó. Thì khi mình làm từ ngón tay số 1 tới qua bên kia 5 ngón là quay lại nó khô rồi. Giờ mình phải phẩy cho nó khô thôi. Sau khi khô các bạn cho cái nước treo là nước cuối cùng là nó hoàn thành rồi. Rồi, lấy số 4 mình chắc rồi. Để ngón tay làm điện tử cho nó quen. Từ bên kia mình coi. Thẳng xuống. Từ trên thẳng xuống. Từ trên thẳng xuống. Rồi, ngưng. Cho cái nước treo lên là để chút xíu là nó khô là nó bóng lửa nè. Như cái này là con mẫu á các bạn. Đó. Đó mình cho vô lát nó khô như vậy nè. Để cho tay khách khoảng chừng 1 phút à. Cái này nó mau khô lắm. Cái thằng powder này nó mau khô lắm. Đó là nó khô rồi đó. Em này rờ nó khô rồi. Đó. Còn bây giờ mình muốn tập thì mình chét thêm cái nước treo nữa. Chứ bình thường là mình làm bên ngoài này. Cái nước treo bóng á, nước bóng á chỉ cho một cái là nước nó khô rồi. Đó, thì lấy nữa. Em cứ nhúng cái cọ sâu xuống dưới rồi em kéo lên quạt nghe. Các bạn thấy kim mình làm đẹp không? Qua mai là làm kiếm tiền được rồi đó. Nhờ mà, thầy giỏi. Nhưng mà cái này các bạn làm một móng, còn khi mình làm cho khách 10 móng. Mình chưa quen thì mình cứ làm từ từ. Thì khi mình làm thứ nhất là các bạn phải làm từ từ. Mình cứ bình tĩnh mình làm. Đừng có hối thúc gì hết á, mình cứ làm từ từ. Thời gian đầu ví dụ bây giờ các bạn thực bình thường người ta làm 30 phút, 40 phút. Còn mình mới làm thì làm 1 tiếng cũng không có sao. Chính là mình làm chậm đôi khi nó lại đẹp. Nhiều khi mình cứ ý lại mình làm nhanh á. Thì nhiều khi nó lại không có đẹp. Mình cứ từ từ mình làm. Đó, các bạn thấy Kim Minh làm đẹp không? Đó, cho Kim Minh mấy điểm các bạn? 1 điểm. Là 8 điểm nha. Mới làm vậy là quá đẹp rồi đó. Vậy là có khiếu dữ lắm đó. Nè, các bạn thấy bóng không? Giờ nó khô rồi đó. Nè, các bạn thấy không? Nè. Nó mới làm giờ đưa lên nó khô eo rồi nè. Nếu mà cái màu thường á, các bạn đưa vô là... Dính liền không nè các bạn nè. Đưa lên mặt cái là nó khô eo luôn nè. Đó. Thì thường mình làm xong á, có nhiều chỗ người ta lấy cái oil đúng không? Cái này cho vô cái dòng cuticle xong rồi massage tay cho khách. Thường thường làm xong thì hay massage cho khách. Đó, cho tụi mình 8 điểm nha các bạn. Mới biết làm mà làm vậy là quá đẹp rồi. Đó. Rồi, ok. Thôi bây giờ mình sẽ thực tập từ đây cho tới ngày để tới khi ra trường để đi cày kiếm tiền mọi người ơi. Rồi. Nếu mà em biết ở ngoài chợ nó có bán cái bàn tay giả không? Có cái bàn tay giả hay là một ngón thôi. Em dán này lên giống như tay anh là người đúng không? Nó có bán loại giả là một móng á cho dễ, còn không có mình làm 10 móng để mình dán cái móng là số nhỏ từ số nhỏ tới số lớn. Còn không có mình tập thì mình lấy một, nó có một cái ngón tay giả nó bằng nhựa giống vậy nè, mình dán lên. Dán lên xong mình cầm tay khách giống như làm. Nhưng mà nếu á mà có người mà làm mẫu cho mình á thì nó sẽ thực tế hơn. Tại khi mình cầm cái móng giả mình quăng đâu cũng được hết. Nhưng mà khi mình làm cho khách á, có người mẫu cho mình làm á, dán lên móng tay thiệt. Đúng không? Dán lên móng tay thiệt. Rồi mình làm, mình cầm lúc cái thao tác của mình như là người thiệt, em lắc qua lắc lại em sẽ quen hơn. Còn mới lúc đầu mà nếu mà không có người thì... Vậy là em thấy nó có bán cái ngón như thế này. Đó. Có bán á thì mua một cái thôi. Rồi em về em lấy cái móng nào nó bằng cái số đó đó. Em dán lên xong mình cắt theo chiều dài, mình tưởng tượng như là một móng tay thiệt rồi đó. Giờ mình làm mình cũng cầm mút vậy đó. Xong rồi, ví dụ làm xong rồi thì mình tháo cái móng nó ra. Còn không có thì em làm xong rồi em chạy cho nó mòn xuống. Giống như giờ tưởng tượng nha,
Bây giờ giống như bây giờ cái móng này rồi mà các bạn muốn làm lại thì mình đang tập mà, thì mình cứ cầm cái này mình chạy cho nó mòn đi. Ngày em tưởng nha, tự nhiên nha, thì muốn tập nữa đó các bạn, thì mình cứ chạy cho nó mòn đi thôi, chạy qua cứ cho cái chân này chạy đi, mình làm dày lên cũng đâu sao đó, dù cho nó chạy đi. Giờ mình lại chép từ số 1, số 2, số 3, số 4 mà làm cái thao tác bình thường đó. Mà những cái sao lúc đó em sẽ nhìn cái chiêu cầu để sẽ rõ hơn, tại nó có bột sẵn rồi ha. Còn không có thì mình cứ mua cái móng đó mình dán lên mình làm tiếp đó. Dù mình chạy cho nó chạy đi, rồi các bạn lại cho lại số 1, số 2, số 3, số 4 làm như bình thường vậy đó là xong rồi. Nước bước cuối cùng là lượm tiền khách các bạn. Cái đơn giản không? Rồi, ok, mình sẽ thực tập. Rồi, cảm ơn anh Thắm ngày hôm nay đã tận tình hướng dẫn cho em cách dip bột này. Dip bột này lụm tiền cho nó nhiều chút xíu. Mà sang lắm các bạn, dám mướn mướn từ bên xuyên bàn thợ từ Tennessee qua đây để dạy học, trả tiền cào lắm đó. Rồi, cảm ơn đầu tiên, cảm ơn Kim Minh đã tham gia trong video của Khánh Nguyễn, và cũng cho Khánh Nguyễn và Đức Vũ theo một nhóm, cảm ơn tất cả mọi người, và cảm ơn những người thầy và những người bạn đã luôn âm thầm đứng phía sau ủng hộ nhóm, cũng giống như là ủng hộ các bạn làm YouTube cá. Chào tạm biệt cả các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye, bye.